U23 Việt Nam thi đấu tương đối tốt trong thời gian qua khi giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á và giành vé tham dự giải U23 châu Á. Nhờ đó, giá trị của nhiều thành viên U23 Việt Nam tăng chóng mặt theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt. Đơn cử như trường hợp của Levando, chỉ trong thời gian ngắn, cầu thủ này đã tăng giá từ 50.000 euro lên 125.000 euro, khoảng 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh thành công cùng U23 Việt Nam, Levando còn ghi dấu ấn trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa giải vừa qua. Sau 16 trận ra sân, anh đóng góp 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo. Hai cầu thủ Ngọc Thắng và Hồ Văn Cường cũng được định giá 125.000 euro như Levando. Cả hai đều được ông Chusier đặt niềm tin ở đội U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng là trụ cột ở các câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An mùa giải vừa qua. Hai tiền vệ Hoàng Văn Toản và Thái Sơn cũng được ghi nhận mức tăng tốt. Họ đều cán mốc 100.000 euro. Trong khi đó, Lương Duy Cương và Phan Tuấn Tài hiện là những cầu thủ được định giá cao nhất ở đội U23 Việt Nam với cùng 150.000 euro, khoảng 3,9 tỷ đồng. Họ đều khẳng định được tên tuổi ở lứa trẻ và là nhân tố quan trọng ở câu lạc bộ. Theo định giá của Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của U23 Việt Nam là 1,72 triệu euro, khoảng hơn 44 tỷ đồng. Chúng ta sở hữu đội hình có giá trị thứ tư trong khu vực Đông Nam Á, xếp sau U23 Malaysia, 2,13 triệu euro, U23 Thái Lan, 2,28 triệu euro, và U23 Indonesia, 4,23 triệu euro. Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại là đội bóng Đông Nam Á xếp nhóm hạt giống cao nhất ở giải U23 châu Á 2024. Đội bóng của huấn luyện viên Chusier nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Iraq, Hàn Quốc, Australia. Trong khi đó, U23 Thái Lan ở nhóm hạt giống thứ 3, còn U23 Indonesia và U23 Malaysia ở nhóm 4.